anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh hoạt họa mi của em nhá. Em lên với các bạn em họa mi mỏ vàng anh em nhá, chân cành đào dáng chuẩn chỉ ngũ trường đuôi xòe anh em ơi, xòe vip luôn anh em nhá, cao cầu phần sách lồng con hót này. Đẹp dáng dấp quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Xòe vip luôn anh em nhá. Con này có chim đấu xòe vip luôn. Cao cầu. Em này thì chim toàn khoảng 95% đến 98% đấy anh em ạ. Bóng bộ đẹp, dáng dấp ok, sách lồng tự tin hot anh em nhé. Siêu đẹp luôn anh em ạ. Cao cầu người như cái sào luôn anh em ơi. Lát nữa em sẽ ghép cái phần đuôi xòe của nó về sau anh em nhá. Anh em nào mà bộ kết em này thì alo em nhá. Bây giờ em sẽ quay đầu mặt cho anh em xem nha anh em nhá. Đầu đẹp mà mặt đẹp chưa anh em? Chân lên anh em ơi, chân này. Bây giờ sẽ quay tổng thể cho anh em nhé anh em nhá. Em quay rất là chi tiết cho anh em mình rồi. Nhá, bắt đầu bộ kết thì alo em thôi. Meow, 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 meow.
nha anh em nhá, anh em nào muốn kết em họa mi này thì alo cho em nhá, số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em sẽ quay video cho anh em xem cái phần đuôi xòe anh em nhá, mời anh em xem tiếp anh em nhá. Đây anh em nhá, khi mà anh em nhìn con chim mà kia không xách xách cái hót nó đẹp như này mà anh em, dáng dấp cực kỳ là ok luôn, đuôi xòe nha anh em nhá. Rất là to luôn anh em nhé. Đuôi rất là to anh em nhé. Cực kỳ là to luôn anh em ơi. Quá đẹp anh em ơi. Dáng siêu mẫu luôn anh em nhá.
Thôi anh em, em xin phép mà dừng video nhá. Chứ vì có như sao thì em quay như thế anh em nhá. Anh em bù kít alo cho em nhé các bác nhá.